cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ họp lại bên Chúa Giêsu. Và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Chúng sùng kính ta cách giả dối, bởi chúng dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo: các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Mai Sen đã nói: hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ, người đó phải chết. Còn các ngươi thì lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng những của tôi có thể giúp cha mẹ được, nay tôi muốn nó trở thành korban, nghĩa là của dâng cúng, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, là người Việt Nam không thể không nói tới đạo hiếu, vì đạo hiếu đã đi vào lối sống và máu thịt của người Việt Nam một cách tự nhiên ở mọi thời và mọi nơi. Và ngay thời này, thời A Còng, với những phát triển của công nghệ thông tin, mà một người con bất hiếu với cha mẹ thường và luôn luôn bị lên án một cách rất mạnh mẽ và gắt gao. Thế mới hay, dù trong thời nào, phong kiến hay dân chủ, xã hội chủ nghĩa hay cộng hòa, thời bùng nổ thông tin hay cổ lỗ sĩ như trước đây, đạo hiếu vẫn được coi trọng và phải sống trọn vẹn. Giáo huấn của Kinh Thánh thật rõ nét về đạo hiếu với ông bà cha mẹ. Đó là bổn phận buộc con cái phải có đối với bậc sinh thành. Trong sách Xuất Hành đã ghi: ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Còn sách Các Ngôn đưa ra những lời thực hành rất cụ thể của việc hiếu kính. Tác giả Các Ngôn viết: này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ, vì những lời ấy là vòng hoa sinh con đội lên đầu và là vòng kiềng con đeo vào cổ. Người con thảo hiếu là người con biết tuân giữ lời cha truyền và nghe lời mẹ dạy. Hỡi con, lệnh cha con truyền con lo tuân giữ, lời mẹ con dạy con chớ bỏ ngoài tai. Những lời truyền dạy đó con hãy khắc ghi trong tim, con hãy đeo nó vào cổ để ghi nhớ đêm ngày. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, gìn giữ con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Khi sống đạo hiếu, người con làm vui lòng Đấng sinh thành và làm cho cha mẹ được vui mừng và hạnh phúc. Hãy lắng nghe cha con, Đấng sinh thành ra con. Đừng khinh rể mẹ con khi người già yếu. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, Đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ. Ước gì cha mẹ con được hỷ hoan và người sinh ra con được mừng rỡ.
Tác giả sách Huấn Ca còn khuyên con cái đừng bao giờ quên công ơn cha mẹ của mình. Tác giả viết: cha con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng. Khi sống thảo hiếu như thế, không chỉ làm cho cha mẹ hạnh phúc và sống lâu, mà còn làm đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài chúc phúc. Và khi Đức Giêsu làm người trong một gia đình, sống giữa nhân loại, Ngài đã yêu cầu sống thảo hiếu không phải chỉ bằng lời nói mà cả bằng hành động. Ngài nhắc lại luật hiếu thảo trong sách Xuất Hành và Lê Vi. Ngài nói: bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu đổ xuống trên đầu nó. Ngài khuyến cáo những người trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Còn các ông lại bảo rằng: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa, rồi thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Ngài kết luận: như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông. Dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng dạy chỉ là giới luật của phàm nhân. Chính Đức Giêsu đã đi tiên phong trong việc thực thi thảo hiếu này. Trong mái nhà Nazareth, khi Chúa Giêsu hết lòng vâng phục thánh cả Giuse và mẹ Maria, trong cuộc sống loan báo tin mừng, và nhất là tùng phục và vâng lệnh Chúa Cha một cách tuyệt đối, để rồi Chúa Cha phải công bố cho mọi người biết rằng: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Thánh Phaolô cũng đã nói với các giáo đoàn của Ngài rằng: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Đó là điều kiện để được sống và sống hạnh phúc trên trần gian này. Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô trong thư Ngài viết: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Anh chị em thân mến, hôm nay cả giáo xứ chúng ta quy tụ nơi đây, nơi đất thánh này của mồng 2 Tết, chúng ta cùng dâng lễ cho tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, kể cả những người còn sống và những người qua đời. Chúng ta hiện diện, với chúng ta có ảnh lòng thương xót Chúa mà chúng ta vừa đón rước về, để rồi từ đây ảnh lòng thương xót không phải chỉ ban ơn cho chúng ta trong tuần lễ này, những người còn sống, mà ngay trong mảnh đất mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ, con cái, người vợ, người chồng của chúng ta đang nằm nghỉ để chờ ngày phục sinh, cũng được hưởng ân sủng của lòng thương xót Chúa. Ngài đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta. Ngài đang hiện diện trong đất thánh này để Ngài giơ tay giáng phúc lành, ban ơn và trao cho chúng ta ơn cứu độ mà chính dòng máu của Ngài đổ ra từ trên thập giá. Và ngay cả quả tim bị mở hoác kia đã đổ hết cả giọt máu, giọt nước cuối cùng để cho chúng ta cảm nhận được tình yêu, thương xót, cứu độ, tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa. Ngày mồng 2 Tết, xin cùng nói lên lời tri ân và biết ơn với những vị đã dùng tình yêu thương, công khó nhọc mà sinh dưỡng nên chúng ta, nên người, thành nhân và thành tài hôm nay. Với ông bà, cha mẹ còn sống,
Tôi xin thay mặt cho những người con trong gia đình để thưa với cha mẹ rằng con xin lỗi vì những lần vô tình hay cố ý con làm cha mẹ phải buồn lòng và khóc thầm vì con. Con xin lỗi vì đã không vâng lời, bướng bỉnh và ngỗ nghịch làm cha mẹ phải quặn đau cõi lòng. Con xin lỗi vì không ít lần con đã chối từ những lời khuyên và những hướng dẫn bảo ban của cha mẹ, khiến cha mẹ quay mặt đi mà sầu khổ. Con hứa năm nay, năm Canh Tí, sẽ trở thành người tốt và càng tốt hơn. Con hứa sẽ bỏ đi những thói hư tính xấu, thậm chí quyết tâm bỏ những xì ke ma túy hay cả những viên thuốc ngáo đá hấp dẫn kia. Con hứa sẽ làm cho cha mẹ vui lòng và hãnh diện vì con. Xin cha mẹ tha lỗi cho con. Xin tin tưởng con, cha mẹ nhé. Với những người không còn cha mẹ, xin cùng tôi thắp lên một nén nhang, đặt lên trên ngôi mộ cha mẹ mình một bông hoa để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn và tạ lỗi. Vì cuộc sống của chúng ta có những lúc bất hiếu và làm cho cha mẹ buồn. Xin cùng tôi nghiêng mình bên phần mộ của cha mẹ để khấn nguyện và dâng linh hồn cha mẹ của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa, mà hôm nay ảnh lòng thương xót đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta trong nghĩa trang này. Giữa khoảng không đêm tối này, dù anh em đang gần bên con, nhưng vẫn cảm nhận rằng còn cha gót đỏ như son, mất cha gót mẹ gót so con đen xì. Thương cha lam lũ một đời, tìm trong xa vắng những lời xa xưa. Bồng bềnh gió đẩy mây đưa, bơ vơ con đứng bóng mưa ngập lòng. Đời của những người làm con sẽ trở nên trống vắng và lạc lõng vô cùng vì cha mẹ vĩnh viễn ra đi, bỏ lại thân xác trong nấm mồ cô đơn lạnh lẽo. Lúc đó lòng con lại trào dâng một nỗi buồn mênh mông sâu lắng, thấy bơ vơ lạc lõng giấy trong lòng khi chợt nhớ mẹ già không còn nữa. Bởi vì mẹ ơi, trên vạn nẻo đường con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình của mẹ là nguồn tình yêu. Con chỉ mong rằng ngày đêm khấn nguyện cầu trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nếu nhìn lại bản lý lịch, với quá khứ bỏ học từ năm lớp 9, sau đó lang thang đi bụi, rồi nghiện hút ma túy, chắc ai cũng nghĩ rằng Hồng là một cô gái dày dạn tình trường. Dường như Hồng cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu mềm của mình. Hồng nói chuyện nhỏ nhẹ, tâm sự cũng rất thực lòng. Cô không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác, mà nhận hết lỗi về mình với một câu khá chân thật: lúc em buồn chán nhất thì chỉ có những người bạn trên mạng nghe và động viên, còn mẹ thì mải miết với công việc. Trải qua nhiều đắng cay, giờ em mới thấm câu nói người đời vẫn nói: máu chảy ruột mềm. Bạn bè có tốt bao nhiêu chăng nữa cũng không thể sánh ví với tình thân ruột thịt. Hồng là một con gái duy nhất trong nhà. Mẹ làm ruộng, còn cha làm nghề thợ mộc, nên cứ có đơn đặt hàng là đi. Thành thử chẳng mấy khi ông có mặt ở nhà. Quen với cảnh sống chỉ có hai mẹ con, nên nhiều khi bố về, Hồng lại cảm thấy không thoải mái. Bởi ông thường nhắc nhở con cái học hành, nhắc Hồng nếp ăn, nếp ở, và chính điều đó làm cô khó chịu.
Hồng đâu hiểu rằng hạnh phúc nhất trên đời của một đứa trẻ chính là được sống trong ngôi nhà có đủ bố mẹ và được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Và khi bố mất vì tai nạn khi đi lao động, thời điểm đó Hồng vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa cảm giác hụt hẫng vì sự mất mát lớn lao ấy. Nhớ ngày nào, Hồng bảo khi đó cô chỉ có suy nghĩ từ nay không ai quản lý, cứ đi chơi về muộn cũng không sợ bố mắng. Thấy con gái sống quá vô tâm, lớn rồi mà không ý thức dọn dẹp nhà cửa, nên nhiều lúc mẹ Hồng đã góp ý với con. Trong một lần bức xúc vì nói mãi mà con không sửa, nên mẹ Hồng đã buông lời chửi bới. Hồng không cãi mẹ, bởi lúc đó cô đã có người bạn quen trên mạng để tâm sự và giải bày. Cô coi họ còn tốt hơn mẹ, bởi cô chưa cho họ cái gì, nhưng những uẩn ức trong lòng cô được đem ra chia sẻ. Những người bạn không rõ mặt ấy đã nghe và động viên Hồng. Trong một lần bị mẹ mắng chửi vì tội mải chơi, không về lo cơm nước, Hồng bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt. Nghe theo tỉ tê của bạn trên mạng, Hồng đón xe khách về Hưng Yên, rồi từ đó dạt ra Hải Phòng. Và chỉ một thời gian ngắn sau, cô đã trở thành người tình của cả đám thanh niên sống lang thang. 16 tuổi đã trở thành đàn bà. Hồng chỉ nghĩ chuyện chung chạ xác thịt ấy như một nhu cầu giống như ăn uống hàng ngày, chứ không nghĩ đó là một sự mất mát. Rồi đám bạn dạt lên Hà Nội, Hồng cũng lên theo. Sau một thời gian vạ vật, Hồng kiếm được một anh bồ nên tách ra thuê nhà trọ riêng để sống với người đàn ông đó. Người đàn ông này, theo lời Hồng, cũng không có nghề nghiệp gì, nhưng trong túi lúc nào cũng có tiền. Từ anh ra, Hồng biết thế nào là rượu mạnh, là vũ trường, quán bar và cả những đêm quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Hồng như con thiêu thân, sống gấp gáp với ánh đèn ban đêm, còn ban ngày thì ngủ vùi trong nhà trọ. Được người yêu huấn luyện, Hồng trở thành gái nhảy kiêm bán thuốc lắc. Cô không còn nhớ gì đến mẹ, cho đến khi đôi tay trắng trèo, có những vết móng dài sơn đỏ bị chiếc còng số 8 bập vào. Bị bắt quả tang đang bán thuốc lắc cho con nghiện, Hồng trở thành người mất quyền công dân. Tận trong sâu thẳm của đáy lòng mình, Hồng viết: con muốn nói với mẹ một lời xin lỗi. Con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hằn nhiều vết nhăn của mẹ, đã để mẹ buồn, cô đơn trong những năm qua. Con biết mẹ đã buồn lắm vì những gì do con gây ra. Con rất ân hận và chỉ mong mẹ tha lỗi cho con. Hãy cho con một cơ hội để con có thể thêm niềm tin để quay về. Con xin lỗi mẹ. Từ ngày vào trại năm 2010 đến nay là 9 năm, mới gặp mẹ được 2 lần. Hồng nói: mẹ em yếu lắm, nên vào thăm em như thế là tốt lắm rồi. Trong trí nhớ của Hồng, mẹ vẫn là một phụ nữ trẻ khỏe. Hồng đâu ngờ chục năm trôi qua, những cô đơn và đau khổ đã khiến mẹ cô già nhanh trước tuổi. Rồi bệnh viêm khớp khiến mẹ Hồng đi lại khó khăn. Mặc dù vậy, bà vẫn cố gắng làm lụng để sống và cũng để dành cho con gái. Bà hy vọng một ngày không xa, khi trở về, Hồng sẽ cần những thứ đó để khởi nghiệp cho cuộc sống mới.
xin mời đứng. Tôi tin